Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube công ty Thế Giới Ma Vật. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một dòng máy in của hãng Avery Dennison có model là ADTB1. Thì sau đây mọi người hãy cùng mình xem trong chiếc máy in này có những gì và review nhanh chiếc sản phẩm này nha. Thì sau đây mình sẽ mở hộp xem bên trong chiếc máy này có những gì nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ thấy được một cuốn sổ hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây, mình đã lấy chiếc máy ra khỏi chiếc hộp. Thì bên trong bao gồm thêm hai sợi dây cáp nguồn. Thì bây giờ mình sẽ mở xem bên trong của chiếc máy in này có những gì nữa. Mình có thể thấy là máy được đóng gói rất cẩn thận. Nhà sản xuất đã cho chúng ta thêm một cái dây USB nữa. Đây là cụm đầu in của máy. Một chiếc tem đã được in tép. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu sơ bộ về một số đặc điểm nổi bật của chiếc máy in này. Thì như các bạn đã thấy thì bên ngoài chiếc máy in này sẽ sở hữu được những cái màu sắc rất là nổi bật với tông màu trắng và đỏ. Bên ngoài thì nó được phủ một lớp kim loại rất là cứng cáp, phù hợp cho các môi trường công nghiệp. Độ rộng đầu in của chiếc máy in này lên tới 105mm và có tốc độ in rất là nhanh, có thể là trong top đầu của các dòng máy in mã vạch hiện nay, đó là 12 in trong một giây. Một tốc độ in rất là đáng kinh ngạc. Tiếp theo thì mình sẽ đi sâu hơn vào trong phần bên trong của chiếc máy in này. Đây là một chiếc máy in có độ phân giải in là 300 dpi. Những thiết kế của máy rất là chắc chắn, toàn bộ được làm bằng thép. Chiếc máy này sở hữu được những các loại cổng giao tiếp rất là đa dạng như là cổng RS232, cổng USB và cổng LAN. Tất cả những cổng đấy đều được tích hợp trên một chiếc máy như thế này. Sau đây em sẽ test thử cái chế độ in của máy. Em sẽ chỉnh cái chế độ in chậm nhất cho mọi người xem nha. Đây là chế độ in chậm, in sẽ được 2,5 inch trên giây. Để xem là khi in chậm và in nhanh nó sẽ có khác nhau không về cái chất lượng in. Này, mọi người có thể thấy đây là tốc độ 2,5 inch trên 1 giây. In rất đẹp. Vì máy là có độ phân giải 300 dpi. Rồi, bây giờ em sẽ đổi tốc độ in thành 8 inch. 8 inch trên 1 giây. Thì khi in trên màn hình sẽ hiển thị số lượng tem được in cho mọi người. Đây. Mình sẽ in 6 con. Tốc độ in rất nhanh. Tốc độ này là 8 inch trên 1 giây. Thì theo em so sánh thì tốc độ lúc in 8 giây và tốc độ lúc in 2,5 giây thì nó sẽ không khác việc nhiều so với cái chất lượng in thôi. Vẫn rất sắc nét luôn. Thì vừa rồi mình đã vừa review nhanh chiếc máy in công nghiệp Avery này. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Ma Vật qua website, đó chính là thegioimavat.com hoặc là hotline công ty 1900 3438. Nếu thấy video này hay, like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.